Xin chào tất cả anh em. Anh em lại thấy gì chưa? Đây là bồ câu gà Mỹ anh em nhé. Thì đây là cái dòng bồ câu mà to nhất hiện nay trên thế giới luôn đấy. Thì bồ câu gà Mỹ là cái loại mà có cái trọng lượng là nặng nhất luôn. Thì hôm nay mình tiếp tục review cho mọi người thấy đó là cặp bồ câu gà Mỹ nó chất lượng như thế nào. Mọi người đừng có tưởng cái lồng nhỏ nhỏ này là ít tiền nhá. Đây là hơn chục triệu mọi người. Hơn chục triệu đấy. Cái này là bây giờ mình đi giao cho khách hàng. Thì mình đã phân cặp đầy đủ nhá. Đây là những cặp bồ câu gà Mỹ là chuẩn bị vào đẻ đấy mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là nhìn nó rất là, mình hay gọi là siêu to khổng lồ đấy. Thì đây nó chính xác là như vậy luôn. Cặp bồ câu Mỹ này đang chuẩn bị là vào đẻ hết rồi. Đây là mình đã đánh dấu cặp cho khách hàng luôn mọi người nhé. Để khi mà về là họ chỉ bắt vào chuồng là nuôi là trong tháng là đẻ luôn đấy. Thì con thì mình đánh dấu ở đầu này. Mọi người có thể thấy này, mình đánh dấu ở đầu. Con thì mình đánh dấu ở cánh với những cái màu mà bút lông á. Thì mình đánh dấu màu khác nhau để có gì về cho anh em nhận diện cho nó dễ. Cái nhiều khi mình trộn lẫn trong này này thì tại vì chim bồ câu nó sắp đẻ thì mình đã bắt cặp rồi, nếu mà mình không đánh dấu đàng hoàng thì về nhà mình không thể nhận biết được đâu là cặp nào á, thì mình sẽ khó lòng mà nuôi được, cũng như là mình lại phải bắt cặp lại từ đầu thì nó rất là gian nan. Thì mình review một chút xíu về cái dòng bồ câu này cho mọi người biết luôn. Thì đây là dòng bồ câu gà Mỹ, nó có xuất xứ từ Mỹ mọi người nhé. Thì ở Mỹ thì họ đã lai tạo và nhân giống thành công cái loại bồ câu này rồi. Thì khi mà đi những cái khu vực khác đó, thì họ nhân giống ra và họ tiếp tục phát triển cái dòng bồ câu này lên. Thì ở trại mình đây là dòng bồ câu này là rặng luôn, bồ câu gà Mỹ này là bồ câu rặng luôn đó. Chứ nó không có lai gì hết, đây là dòng bồ câu thuần chủng đó. Ở Việt Nam mình nó là rất ít trại nó đạt được cái dòng bồ câu thuần chủng mà gà Mỹ này này. Thì đa số ở những cái trại khác thì đây mình không nhắc đến trại nào, nhưng mà cái chất lượng của nó không được thuần chủng và con của nó không to, tại vì họ lai qua những cái dòng khác nhau đó. Họ là lấy bồ câu gà Mỹ lai với bồ câu Pháp hoặc là lai với bồ câu ta để nó cho ra một cái giống tốt hơn. Mà cái đó là một cái sai lầm rồi nhá. Khi mà mọi người nuôi thì mua cái dòng bồ câu gà Mỹ mà người ta quảng cáo như vậy mua về là sai lầm đấy, tại vì nó đã bị lai tạo rồi thì cái giống của nó không to nữa. Ở đây là mình chuyển những cặp bồ câu gà Mỹ này là giống bồ câu thuần chủng luôn. Thấy này, đây là con trống nhá, con trống này nó rất là to này, mặc dù là có mấy tháng tuổi đấy, trên 5 tháng tuổi đấy mà nó to đúng này này. Tại vì chim bồ câu là trên 5 tháng là bắt đầu vào đẻ rồi. Thì những cặp bồ câu này là trong tháng này là đẻ luôn á. Lúc mình đi bắt giao cho khách á, là có con nó cũng đã rớt trứng rồi đấy, là nó đã đẻ đấy. Thì mình giao cho mọi người thì để làm sao mọi người nuôi cho nó hiệu quả nhất thôi. Thì đây là 10 cặp. Đây là 10 cặp chim bồ câu gà Mỹ. Là 10 cặp nhé mọi người. Thì ở trên ở dưới thì mình sắp xếp trên dưới cho nó thoáng ấy, để khi mà mình chuyển cho khách hàng mà ở những khu vực xa thì nó tốt, nó không có vấn đề gì cả. Nên là mình chuyển cả nước, mà tất cả những anh em ở khu vực trên cả nước mà có nhu cầu mua thì mình đều có thể chuyển được cho họ, không có vấn đề gì cả. Chim bồ câu ở những trại khác như thế nào thì mình không biết, nhưng mà trại mình là chim bồ câu mình chuyển đi 15 ngày không cần ăn vẫn sống bình thường nhé mọi người. Chim bồ câu á, nó có một cái hay như vậy, cũng như là cái công chăm sóc của trại mình á, thì nó rất là sống lâu và đặc biệt là không bao giờ bị bệnh mọi người nhé. Nên mọi người mua bồ câu ở trại mình á, thì lưu ý một điều là chim bồ câu của mình không bao giờ bị bệnh và không xài thuốc gì luôn, chỉ ăn cám thôi. Còn anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể nhắn hỏi mình, thì mình sẽ chỉ cho anh em cách nuôi bồ câu sao cho nó hiệu quả. Chim bồ câu gà Mỹ này ngoài cái chất lượng nguồn thịt phải nói là đỉnh cao ấy, thì nó có một cái nữa là nuôi phong thủy cực tốt. Có những anh em lấy chim của mình xong về nuôi phong thủy ở nhà thì họ cũng
có những cái phản hồi rất là tích cực. Đó là cái nó tạo ra một cái mình hay nói tâm linh ấy. Đó là môi trường phong thủy nó tốt hơn khi mà mọi người nuôi khoảng vài cặp ở nhà. Chim này là nó có, mọi người có thể nuôi trong lồng như này và cũng có thể cho nó bay bình thường luôn, nuôi như thả mình nuôi gà ấy. Thì đây là một câu hoàn toàn có thể bay được, nuôi ở tất cả các môi trường đều có thể nuôi được mọi người. Nên mọi người đừng có hỏi là chim bồ câu nó có bay được không, tất cả các loại chim bồ câu đều bay được, chẳng qua là mình nuôi nó như trong môi trường như thế nào thôi, tất cả các loại chim đều bay được mọi người nhé. Thì đây, lát nữa thì mình sẽ đi ra bến xe, mình chuyển cho khách hàng của mình và những cặp bồ câu chất lượng như thế này. Thì mình cũng hy vọng là những cái khách hàng của mình đều sẽ hài lòng. Trong năm vừa qua thì mình chuyển rất là nhiều chim bồ câu vào mình, rất là nhiều, tất cả anh em trên cả nước luôn. Có những người họ đã nhân giống thành công được cái bồ câu này khi mà mình chuyển giao đấy, thì họ cũng nhân thêm giống mà họ bán ấy, thì cũng rất là tốt đấy. Và chim bồ câu này gà Mỹ khi mà mọi người nuôi á, thì mọi người lưu ý là nó chỉ ăn cám thôi nhé, không cho nó ăn thóc nhé. Thì nhiều anh em cứ hỏi mình là chim bồ câu có cho nó ăn thóc hay không á. Đừng cho nó ăn thóc mọi người nhé, đặc biệt là nếu mà cho ăn bắp thì mình phải lưu ý là cái nguồn gốc bắp nó phải rõ ràng á. Thì có nhiều những anh em nuôi mà bắp mà dính bắp họ gốc thuốc á, bảo quản thì chim ăn vào nó chỉ bị nấm diều. Nên mọi người lưu ý là đối với riêng loại bồ câu gà Mỹ này, nếu mà cho ăn nguyên cám thì càng tốt, thì nó rất là mập luôn. Cái cặp này của mình nuôi vài năm nữa nên là cứ một con một ký, cứ một con là một ký mọi người, rất là siêu to. Mọi người có thể nhìn chân của nó, chân này, đầu này, con này là con trống này, đây là con trống to nhất. Con này rất là hung dữ mọi người, này nó hung dữ lắm đấy. Chim bồ câu gà Mỹ thì màu nâu đỏ này là màu thịnh hành nhất. Khi mà người nuôi đến một cái độ tuổi nhất định đó là ở cổ của nó, cái màu cườm á, lông máu của nó ra rất óng ánh, rất là đẹp. Đây là loại bồ câu mà thịnh hành nhất hiện nay. Và có thời điểm ở trại mình không có bồ câu mà bán luôn á, không có bồ câu mà giao cho khách hàng luôn. Thì bây giờ cũng là dịp cuối năm rồi, thì mình cũng tranh thủ thời gian mình chuyển cho những anh em mà đã đặt hàng trước của mình. Khi mà mình giao chim bồ câu thì mình cũng lựa những cái cặp mà ưu tú nhất để mình giao cho khách hàng. Tại vì sao ạ? Tại vì cái loài chim bồ câu gà Mỹ này giá thành của nó rất cao mọi người ạ, giá thành của nó cao lắm. Nên là khi mà giao thì mình cố gắng lựa cặp tốt nhất. Những cặp nào mà dở là không giao nhé, những cặp nào mà chất lượng nhất thì mình mới giao. Để khi mà họ nuôi á, thì ai nuôi cũng đều thành công cả. Cũng rất là hy vọng điều đó. Một cái sọt này thôi mà mọi người cứ tưởng tượng là đây là hơn 10 triệu. Đây là hơn 10 triệu nhé. Đó là chưa tính cái công mà ship nữa, công mà vận chuyển đi cái thứ nữa. Thì hơn 10 triệu có thể tính là những ở trại của mình nuôi biết bao nhiêu cặp. Thì những anh em nào mà mà phát triển kinh tế bằng việc nuôi chim bồ câu thì cứ alo mình, không cần mua chim ở trại mình thì mình đều chỉ cho anh em cả làm sao để anh em nuôi chim thành công thôi. Thì đây là hình ảnh thực tế mình đi giao chim, còn chút xíu nữa thôi thì mình sẽ cho anh em xem thêm một chút hình ảnh chim bồ câu mà mình nuôi ở nhà mà trước khi mình bắt cho anh em ấy, thì nó có những cặp nó khủng như nào. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ giao cặp chim này, rồi mình sẽ quay thêm cái clip ở chim bồ câu ở trại mình cho anh em xem nhé. Mọi người có để ý là cái chân của con chim bồ câu Mỹ này nó to lắm mọi người, nó giống như là chân của con gà tre ấy. Nhìn nó nhìn từ xa thì mình đôi khi mình cứ nghĩ nó là gà tre đó, nhưng mà đây là bồ câu gà Mỹ siêu to luôn. Đây là loại bồ câu to nhất mà mình tự tin rằng ở Việt Nam mình ấy,
thì trại của mình là một địa chỉ cung cấp giống chim bồ câu mà thuần chủng, chim bồ câu rặng ấy, là chất lượng hàng đầu. Và mọi người nếu mà có hoài nghi thì đi hoàn toàn có thể đến trại của mình xem luôn. Sẽ cho anh em xem những hình ảnh sao thực tế nhất. Rồi, cho anh em xem luôn. Đây là bồ câu gà nhé anh em. Thì bây giờ mình review ở nhà nuôi cho anh em xem luôn. Đố anh em biết đây là chim bồ câu gà mấy ngày tuổi đấy. Nhìn thế này thôi anh em ạ. Tách rồi, đã tách bố mẹ. Và mai mốt mình sẽ ghép cặp cho nó. Mới tầm khoảng 20 ngày tuổi đấy anh em ạ. Có con chưa được nữa. Những con mà cổ nó đang mọc lông mà chưa dài lắm là chưa được 20 ngày tuổi đấy anh em. Mà anh em thấy khổng lồ chưa? Rất to luôn. Chưa 20 ngày tuổi mình đã có thể tách bố mẹ ra rồi, là cho ăn cám. Mai mốt là mình sẽ ghép cặp. Tại vì những cái con này là những con cực kỳ ưu tú anh em nhé. Mình để mình lựa giống ra để mai mốt mình nhân giống cái loại bồ câu gà Mỹ này. Cũng như anh em nào mà có nhu cầu thì mình sẵn sàng là vận chuyển cho anh em. Đấy, những cặp bồ câu này. Lát nữa mình sẽ review tiếp tục ở bên kia để cho anh em xem luôn. Đây là cám nha anh em. Đây là cám con cò anh em ạ. Ăn là siêu nhanh lớn luôn và siêu chất lượng. Và những cái con này là những con mà trước đó mình đã tuyển chọn rất là kỹ. Nếu mà con nào mà không làm giống được là mình thịt hết. Đây anh em xem chưa. Đây là chim bồ câu gà Mỹ nhá. Đây là màu vàng rơm này. Anh em nhìn nó to khổng lồ như gà vậy thôi chứ với cặp này là tầm khoảng hơn 4 tháng nhá. Đây là chuẩn bị vào đẻ đấy mà nó đã to khổng lồ như vậy rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Khoảng 4 đến 5 tháng tuổi mà nhìn to đùng. Nhìn nó khổng lồ luôn đó anh em. Chim bồ câu gà Mỹ thì mình nuôi tầm khoảng 1 đến 2 năm tuổi ấy, thì cái kích thước của nó, trọng lượng cũng như là nó sẽ đạt được cái full đó. Như là tầm khoảng 1 kg một con đấy. Chứ còn cái mình nuôi tầm khoảng dưới 1 năm đến vài tháng tuổi thì cái trọng lượng của nó không đạt được đâu. Nên anh em đừng có comment là tại sao chim bồ câu không được 1 kg. Làm gì có chim nào mà nuôi 4 năm tháng tuổi mà được 1 kg anh em. Nhưng mà chim của mình đây là khủng nhất rồi đấy. Chim của mình luôn là số 1. Bồ câu gà Mỹ là bồ câu rặng, không có lai anh em nhé. Đây mới 4 năm tháng tuổi mà nhìn khổng lồ này. Những cặp này là chuẩn bị vào đẻ đấy. Con mái ở phía sau là nằm ổ rồi đấy, chuẩn bị vào đẻ đấy. Anh em thấy kinh hoàng không? Mới 4 năm tháng tuổi mà nhìn nó khổng lồ như thế này. Chim bồ câu gà Mỹ nó rất là dạn dĩ anh em nhé. Nó không có nhát đâu. Nhiều khi mình thò tay vào là nó mổ luôn đấy. Đây là cặp chim bồ câu màu nâu đỏ anh em ạ. Cái màu này là màu thịnh hành nhất hiện nay đây. Đấy, anh em thấy cặp này không? Cũng khổng lồ. Nhìn không khác gì con gà anh em ạ. Nếu mà mình anh em nuôi mà thả ngoài vườn á, nó đi bộ ngoài nhìn, mình nhìn xa mình cứ tưởng gà tre á anh em. Tại vì nó rất to đi. Có những con nó to hơn cả gà tre nữa. Đấy, anh em thấy cặp này ghê không? Cặp này đúng cũng mình hay gọi là những cặp bồ câu gà Mỹ ở trại mình là siêu khổng lồ anh em. Nó chỉ có ăn cám con cò đấy anh em nhé. Mình cho ăn cám con cò. Chứ anh em đừng có cho ăn tầm bậy, ăn thóc, ăn đồ các thứ. Mấy cái thứ đó là nó dễ bị bệnh nhé, bị nấm diều á. Thì chim nhiều khi anh em nuôi nó sẽ bị hư hao đấy. Chim bồ câu mình là cho ăn cám con cò. Nhìn lông nó rất là mượt. Và cho anh em đi khắp Việt Nam này luôn. Đấy, có xem có những cặp bồ câu nào mà nó gà Mỹ mà nó đẹp như ở trại của mình không? Nhìn rất tuyệt vời luôn. Ở trại mình là cung cấp giống, là chuyên cung cấp giống rặt. Từ bồ câu Titan Thái siêu thịt đến bồ câu gà Mỹ này. Không lai. Và nuôi là chỉ có chất lượng thôi anh em ạ. Đấy, những cặp gà Mỹ anh em xem là anh em biết liền gì nữa. Những trại khác đâu có được hình ảnh nó chân thực như thế này. Mới có 4 đến 5 tháng tuổi thôi mà cái cân nặng của nó, một cặp này là tầm khoảng 1,6 kg đó anh em. 1,5 đến 1,6 kg đó, chứ không đùa đâu. Nhìn rất to. Và đã chuẩn bị vào đẻ hết rồi. Và bồ câu gà Mỹ thì mình khi mà giao cho anh em thì mình chỉ giao những cái cặp mà chuẩn bị vào đẻ thôi. Vì có loại bồ câu gà Mỹ này giá của nó cũng khá là cao đấy.
nên là mình cái giống nào mà chất lượng nhất và cái độ trưởng thành của nó thì mình mới giao cho anh em được. Nhiều khi giao giống nhỏ cho anh em ấy, nhiều khi nó bị vấn đề nào đó thì đúng là mình cũng uổng tiền ấy, nên mình chỉ giao những cái loại nào tốt nhất cho anh em nuôi thôi. Rồi anh em thấy thưởng lãm đã mắt chưa? Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé.